Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Hôm nay tôi lại có thời gian buổi chiều làm một cái video để quay những cái video về cây giống lâm nghiệp, một trong những loại cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Đó chính là cái cây gió bầu hay còn gọi là cây trầm hương, đang được nhân giống tại trung tâm cây giống Tam Đảo. Và hôm nay buổi chiều nay hôm nay thời tiết rất là thuận lợi để tôi làm một cái video ngắn khoảng 2 phút cho bà con có thể tham quan về những cây giống cây gió bầu đang được nhân giống tại nơi đây. Thì những video trước tôi cũng đã làm rất nhiều, nói rất nhiều về cây gió bầu rồi. Tại trung tâm cây giống Tam Đảo chúng tôi nhân giống cái cây đó rất là đảm bảo và tốt. Đây bà con nhìn đây, cây với chiều cao trung bình hiện tại mùa này đang là 30 cm, từ 20 đến 30 cm, cây phát triển rất tốt. Đấy, cái chỗ này chúng tôi mới xuất xong hôm qua, mới chuyển vào trong khu vực phía Tây Nguyên. Thì bà con có nhu cầu mua cái cây giống gió bầu thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Thì đơn vị chúng tôi luôn luôn cung cấp những cây gió bầu giá rẻ, đảm bảo là chúng tôi hỗ trợ bà con cái giá nó thuận tiện nhất để bà con tránh tình trạng chúng ta mua ở những cái đơn vị nhà vườn khác cây giống không đảm bảo, từ cái chất lượng hạt giống cho đến cái chất lượng cây giống nó không được đảm bảo. Cho nên là bà con mua cây giống thì bà con chúng ta cũng phải lựa chọn những cái đơn vị nó uy tín cung cấp cái cây giống cho bà con nó đảm bảo nhất. Đây, ví dụ những cái cây như thế này được đảo bầu rất là tốt rồi này. Đấy. Tất cả chiều cao trung bình 30 hết rồi. 25 đến 30. Cây lá xanh không vàng. Đó, lá cứ xanh mướt. Nhân giống tại trung tâm Tam Đảo của chúng tôi thì có đội ngũ chuyên gia hàng đầu về cây giống, thì luôn luôn là cung cấp cho bà con những cây giống tốt nhất. Và cái quá trình vận chuyển thì bà con cũng sẽ được hỗ trợ cái tiền cước để đảm bảo cho nó suôn sẻ cái cây giống chúng ta trồng về chúng ta yên tâm. Đó. Thì tại trung tâm cây giống Tam Đảo chúng tôi hàng năm thì chúng tôi cũng làm rất nhiều những cái cây lâm nghiệp và những cây dược liệu. Thì bà con có nhu cầu mua cây gì thì cứ liên hệ với chúng tôi. Thì chúng tôi đã làm rất nhiều video rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ muốn giới thiệu với bà con là làm một cái video buổi chiều ngày hôm nay đăng lên cho bà con chúng ta theo dõi về cái cây gió bầu chúng tôi đang làm ở ngoài luống này. Còn những cái kỹ thuật khác thì chúng tôi sẽ tập trung vào những cái buổi chiều sớm hơn thì chúng tôi sẽ làm những cái video để hướng dẫn bà con về những cái kỹ thuật rồi cách chăm sóc, cái cách chúng ta quan tâm một cái cây giống chúng ta trồng như thế nào. Và thời gian thu hoạch cây gió bầu thì chúng tôi cũng sẽ làm những cái video sau. Đấy. Những video trước thì chúng tôi đã làm một số cái kỹ thuật để chúng ta trồng và chăm sóc cái cây gió bầu này rồi. Bà con nhìn gió bầu lá rất đẹp nhé. Đó. Và tôi là Biên, người hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc trực tiếp những cái cây giống lâm nghiệp tại trung tâm cây giống Tam Đảo. Ngoài ra thì tôi cũng là chủ cơ sở trung tâm cây giống Tam Đảo luôn, được thành lập từ những năm 2008 cho đến nay là cũng là hơn chục năm rồi. Rất vui khi được làm những cái video này để giới thiệu cho bà con. Bà con nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi phát triển ngày một rộng rãi hơn. Ngoài ra thì bà con nhớ ấn vào cái chuông bên phải để được theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của trung tâm cây giống Tam Đảo.